Chào mừng các bạn đến với kênh Teacher Go. Hôm nay video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đặt hẹn cũng như cách lên lớp học, tham gia lớp học như thế nào. Và nội dung hôm nay là sẽ gồm có 3 phần, là thứ nhất là cách học viên đặt hẹn như thế nào. Và mình cũng có thể dùng cách này để mà phỏng vấn. Do đó là các bạn giáo viên cũng nên xem cái cách đặt hẹn như thế nào để mình có thể đặt hẹn với mình là tài khoản Cairo trên TeacherGo để tiến hành phỏng vấn. Thứ hai, nội dung thứ hai là cách giáo viên xác nhận cuộc hẹn khi mà học viên họ đặt lớp học. Chúng ta phải xác nhận thì lớp học đó mới có hiệu lực và chúng ta chỉ đến giờ là vào lớp học. Thứ ba là cách để đôi bên cả học viên lẫn giáo viên lên lớp như thế nào. Và bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu. Đối với các anh chị giáo viên muốn liên hệ để phỏng vấn thì chúng ta sẽ nhấp vào link đăng ký phỏng vấn đã được gửi trong thư mời phỏng vấn của TeacherGo. Thì khi bạn nhấp vào sẽ đưa về trang chủ Cairo của mình tại TeacherGo. Tại đây chúng ta sẽ click vào Free Trial. Đây là mình sẽ sử dụng là cái lớp học trải nghiệm, cái này là hoàn toàn free nha, cho nên các bạn cứ yên tâm. Thì mình đặt hẹn như thế nào? Ở đây thì mũi tên bên trái mình nhấn vào, nó sẽ chuyển về thời gian của tuần trước, cái đó mình không quan tâm. Ở đây thì chuyển về thời gian của tuần sau. Và ở đây hiện tại cái ngày mà nó hiện màu đỏ là cái ngày chúng ta đang chọn. Ngày hiện tại đây ngày 24. Ví dụ như anh chị muốn đặt vào ngày 25 thì mình nhấn vào 25 và mình kéo xuống. Đây, chúng ta sẽ thấy nút màu xám ở đây là những ngày này chúng ta không thể chọn được. Còn nút màu xanh ở đây thì chúng ta sẽ chọn được những ngày này. Ví dụ mình chọn vào lúc 14 giờ ngày 25 thì mình sẽ nhấn ở đây. Và ở đây, đây mình sẽ xem lại cái thời gian đặt hẹn đã đúng chưa. Tiếp theo thì mình sẽ chọn là mình sẽ tham gia lớp học trên Zoom, cho nên chúng ta sẽ chọn là Zoom. Bởi vì một số anh chị thì sẽ sử dụng điện thoại, và nếu mà mình sử dụng điện thoại thì mình nên chọn là cách lên tham gia lớp học bằng Zoom. Ngay khi đặt hẹn thì nếu anh chị nào mà chưa có phần mềm Zoom ở trên app điện thoại của mình thì mình có thể nhấn download tại đây. Mình nên tải cái phần mềm và cài đặt vào máy trước khi lên lớp học cũng như là phỏng vấn, để chúng ta sẽ đỡ mất thời gian cho việc cài đặt khi mà đã đến giờ lên lớp. Và rồi bây giờ đây chúng ta sẽ nhấn là xác nhận confirm. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không xác nhận được. Và nếu trường hợp nào anh chị tương tự như cái mail mình đang sử dụng thì đó là do một cái lý do là chúng ta chưa có xác nhận thư. Ở đây mình nhấn vào cái biểu tượng avatar ở đây và nhấp vào My Profile và mình chọn Send Confirm Email để gửi lại email xác nhận. Và mình vào email, mình nhấp vào link để xác nhận là hoàn thành. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt lại lớp học. Bây giờ mình sẽ nhấn vào đây là để trở lại cái trang học viên. Ở đây mình sẽ nhấp đặt lại vào đây nếu mà các bạn lỡ không nhớ cái link. Sau đó mình nhấn vào Free Trial.
Đây mình đặt ngày 25 ha. Đây thử đặt mình lúc 14 giờ. 14 giờ ngày 25 tháng 4 là mình chọn là chế độ là Zoom. Bởi vì các bạn thường lên điện thoại nhiều hơn và nhấn confirm. Đây, sau khi xác nhận email thì mình sẽ đặt thành công. Rồi mình check lại cái cuộc hẹn của mình. Đây, là nó sẽ có cái khung này hiện ra ngay trên cái trang chủ học viên của mình luôn. Bây giờ mình qua trang giáo viên. Khi trang giáo viên sau khi mình đăng nhập vào. Ở trang giáo viên thì sau khi đăng nhập vào là giao diện sẽ như vậy. Giao diện này là đang ở giao diện của học viên. Thì mình sẽ nhấn vào Teacher Admin để chuyển sang trang của giáo viên. Sau khi chuyển sang trang của giáo viên thì chúng ta sẽ thấy nếu có những cái cuộc hẹn mà trong vòng một tuần, trong vòng một tuần trở lại đây sẽ toàn bộ hiển thị ở trên đây. Và ở đây thì các anh chị đã đặt hẹn mình để phỏng vấn thì mình sẽ nhận được cái thông tin qua email và mình phải vào đây để nhấn xác nhận. Và khi có học viên mình đăng ký cũng tương tự như vậy. Cho nên email chúng ta phải liên kết với điện thoại để khi mà điện thoại báo có thông tin học viên đăng ký lớp học thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản để xác nhận cuộc hẹn cho học viên. Và bây giờ chúng ta chỉ chờ thời gian đến giờ và chúng ta sẽ lên lớp học. Nếu đột xuất mình có bệnh hoặc là giáo học viên bệnh thì có thể cancel booking ở đây. Bây giờ để vào lớp học thì chúng ta nhấn vào Start lớp. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào Zoom. Nếu chưa download thì mình sẽ download tại đây. Và sau khi download về mình sẽ nhấn để cài đặt Zoom. Và cửa sổ Run, chúng ta bấm Run để chạy phần mềm. Sau khi cài xong thì sẽ xuất hiện một cái cửa sổ của Zoom. Chúng ta nhấn Join để vào lớp học. Và chúng ta phóng to cái cửa sổ lớp học ra. Ở đây nút video đây là để bật mở camera. Nút kế bên thì là để tắt mở micro. Ở đây thì chúng ta sẽ coi thành viên bao nhiêu người tham gia lớp học. Đây là sẽ có những người này đang tham gia. Kế tiếp phần chat sẽ là mở hộp chat để có thể chat với học viên. Và có nút record để ghi lại màn hình trong quá trình học tập. Đây cái mục share sẽ giúp giáo viên share màn hình để share những cái bài giảng, bài học cho học viên. Những cái tài liệu nào mà chúng ta cần share thì ta nhấn vào đây. Và đây là những cái công cụ cơ bản mà chúng ta thường dùng đến. Sau khi mà kết thúc khóa học thì hai chúng ta nhấn vào play ở góc dưới màu đỏ đây. Để rời khỏi lớp học. Đối với học viên thì sẽ đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần vào trang học viên, nhấn vào Start Lab thì sẽ vào được lớp học. Các bạn nhớ là phải cài đặt Zoom trước khi mình học nhé. Và cái phần hướng dẫn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào bài học kế tiếp. Xin chào, tạm biệt.